Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Phúc Trung. Trong dự án Học Làm Giàu, tôi phụ trách phần xây dựng dự án, phát triển tài liệu và trình bày dự án trước các nhà đầu tư. Xin chào các bạn, tôi tên là Trương Thị Như Quỳnh, hiện tôi phụ trách mảng đào tạo và quản trị nội dung của dự án hoclamgiau.vn. Xin chào, tôi tên là Lê Anh Lương, hiện nay tôi phụ trách phát triển website, dự án Học Làm Giàu, hệ thống đào tạo và kết nối thất vọng làm giàu của người Việt Nam. Xin chào, tôi là Nguyễn Đức Long, tôi phụ trách mảng công nghệ cho dự án Học Làm Giàu. Xin chào, tôi là Lê Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty IDT. Tôi phụ trách việc kinh doanh và phát triển cộng đồng của mạng xã hội Học Làm Giàu.vn. Chào các bạn, từ những quan sát, tìm tòi, nghiên cứu, học tập và trải nghiệm của chính bản thân mình, tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng làm giàu là một khoa học có thể học được. Với sự trợ giúp của Internet, chúng ta có thể chia sẻ những tri thức khoa học này cho cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng Học Làm Giàu.vn trở thành một môi trường toàn cầu chia sẻ tri thức, chia sẻ cơ hội, hợp tác cùng nhau làm giàu, góp phần vào sự thịnh vượng của Việt Nam và thế giới. Chúng tôi là Học Làm Giàu.